Những yếu tố nào giúp bạn đưa ra quyết định mua một chiếc ốc trong suốt? Phần 2. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về dòng ốc phun dĩa, và ở đây chúng ta đang có một chiếc ốc tiêu biểu là của hãng Spigen. Như đã nói từ ban đầu thì đối với những dòng ốc phun dĩa thì nó sẽ bị ố vàng toàn bộ mặt lưng và cũng như phần viền. Thời gian bị ố vàng nó còn phụ thuộc vào những yếu tố môi trường làm việc, hoặc là đối với người sử dụng có bị mồ hôi tây, mồ hôi muối, hoặc là mình hay tiếp xúc vào hóa chất, và một phần nữa nó còn phụ thuộc vào chất lượng của từng thương hiệu khác nhau, nó sẽ kéo dài được thời gian ố vàng của bạn. Đối với những cái màu máy như là silver thì mình sẽ hạn chế, mình không nên dùng những dòng ốc này, bởi vì khi mà ốc nó sẽ tình trạng ố vàng thì mình sẽ thấy rất là nhanh. Đối với những con máy màu gold thì mình sẽ dùng cảm giác là thời gian ố vàng nó sẽ lâu hơn. Cái nhược điểm thứ hai đối với những cái dòng ốc phun dẻo này thì nó là chống sóc kém hơn so với cường lực như các loại lưng cứng, bởi vì cái phần lưng nó dẻo thì khi các bạn rớt xuống thì cái bề mặt lưng nó sẽ hấp thụ lực không được tốt, thì điều đó khi các bạn rơi mạnh hoặc là rơi vào những cái bề mặt lồi lõm thì rất dễ bị toi. Kết luận lại thì đối với cái dòng ốc phun dẻo này nó vẫn có những cái nhược điểm nhất định, và cái nhược điểm lớn nhất của nó là bị ố vàng sau một thời gian sử dụng và thời gian khá là nhanh. Vậy nên không nhiều khách hàng lựa chọn cái dòng ốc phun dẻo này. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc ốc lưng cứng viền dẻo, cũng là một cái dòng ốc thông dụng nhất trên thị trường hiện nay. Đang có một chiếc trên tay, một chiếc ốc tiêu biểu là của Thorax dòng Diamond. Nó đang là một cái dòng ốc lưng cứng viền dẻo thể xem như là tốt nhất trên thị trường hiện tại. Với việc được thiết kế lưng cứng viền dẻo thì nó đã khắc phục được hầu hết những cái nhược điểm của những cái dòng ốc phun cứng hay là phun dẻo. Những nhược điểm như là khó thấm lốc, dễ bị chày xước, bị trơn trượt, hoặc là bị dễ bị ố vàng, hoặc là khó lắp chung với lại dòng bivet hay là skin, thì nó đã được khắc phục hầu hết trên cái dòng ốc này. Đối với dòng ốc này nó vẫn còn một cái nhược điểm, đó là bị ố trên cái phần viền. Thì nếu như các bạn muốn khắc phục luôn cả cái nhược điểm này thì các bạn có thể sử dụng những cái dòng ốp viền có màu, thì khi đó thì chúng ta sẽ có một chiếc ốp lưng không ố và viền màu. Cuối cùng thì cái ốp lưng cứng viền dẻo này đang là một cái dòng ốp lưng được sử dụng thông dụng ở trên thị trường và được nhiều khách hàng lựa chọn, cũng như là được nhiều thương hiệu lớn sản xuất. Cuối cùng mình đã đưa ra những cái nhược điểm và những điều cần lưu ý khi các bạn lựa chọn một chiếc ốp trong suốt. Vậy sau khi xem xong video của mình, lựa chọn của các bạn là gì?